Sài Gòn cứ nghĩ là một thành phố sẽ không bao giờ ngủ. Vậy mà có những lúc nó êm ắng lạ thường như thế này, đặc biệt là khi có chỉ thị 12. Huy nghĩ đây sẽ là một cột mốc rất đáng nhớ để sau này người Sài Gòn nói riêng và cả nước nói chung, khi nhắc lại những ngày này, ai cũng phải có những kỷ niệm mà không bao giờ chúng ta quên được. Giống như cá nhân Huy, sinh sống và lớn lên tại Sài Gòn 26 năm rồi, chưa bao giờ nghĩ một ngày mình sẽ thấy những cái tình cảnh như thế này. Những cái cực khổ thực sự của người dân, và gọi là đại nạn, Huy nghĩ chỉ có trong phim mà thôi. Nhưng mà bây giờ thực tế Huy đang thấy luôn, một đại dịch, có thể gọi là đại dịch Covid-19. Đúng thật là chúng ta đang hoang mang và lo sợ, nhưng nếu chúng ta thoát khỏi được cái đại dịch này thì quả thật là một kỷ niệm chắc chắn luôn, Huy không bao giờ quên được. Từ lúc bùng dịch đến nay thì Huy nghĩ mọi người cũng đã biết là mức độ lây lan nhanh chóng cỡ nào. Hơn 100.000 ca nhiễm Covid-19 khiến người dân càng hoang mang và lo lắng hơn. Và một phần vì cuộc sống mưu sinh, cơm áo gạo tiền, mà Huy biết nhiều người vẫn bất chấp, vẫn có ý định lăn xả và bỏ luôn cả mạng sống của mình để có kinh tế, để có tài chính, có thể nuôi được gia đình nhiều người. Nhưng Huy nghĩ đây không phải là lúc để chúng ta làm sao để kiếm tiền, mà câu hỏi đặt ra là làm sao để chúng ta đừng bị nhiễm Covid-19 và đảm bảo giữ lại được mạng sống, sức khỏe của mình. Miếng ăn, Huy nghĩ nhà nước sẽ không bỏ rơi chúng ta, và chính quyền đang cố gắng hỗ trợ mọi người từ những nơi có thể tiếp cận dễ nhất và cho tới vùng sâu vùng xa. Điều mình cần làm bây giờ là bảo vệ mạng sống, sức khỏe của mình, giữ sức khỏe của mình, và có ý thức bảo vệ mình như là bảo vệ cộng đồng chung. Đây mới là điều cần thiết thật sự. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong đã cho ra chỉ thị 12 và đã triển khai rồi. Người dân sẽ không ra đường từ 18 giờ tối đến 6 giờ sáng ngày hôm sau. Không phải vấn đề là cần thiết không cần thiết, trừ khi nguy kịch về tính mạng, sức khỏe thì mới ra đường. Còn đa số trong những thời gian này thì xe cấp cứu mới được lưu thông, hoặc là xe hỗ trợ chống dịch. Huy mong rằng chúng ta hãy có ý thức, hãy cùng chung tay đẩy lùi Covid-19, đảm bảo sức khỏe cho mình và sức khỏe cho cộng đồng. Nếu không cần thiết, đừng ra đường và luôn rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn, đeo khẩu trang và hạn chế tiếp xúc ở nơi đông người và có khoảng cách là 2 mét. Và trong video clip này thì Huy cũng có một bài thơ tác giả của David Tèo rất là hay, nói về tình hình dịch Covid hiện nay và nói về chỉ thị 12 từ ngày hôm qua nó bắt đầu diễn ra rồi. Huy xin phép đọc cho anh em, cho mọi người cùng nghe. Sài Gòn buổi tối vắng hoe, khắp nơi Covid não nề lo âu. Tôi mơ phong tỏa không lâu, để dân thành phố bắt đầu làm ăn. Tôi mơ giá cả không tăng, để người lao động bữa ăn đủ đầy. Tôi mơ áo trắng đó đây, thật nhiều sức khỏe đêm ngày giúp dân. Tôi mơ sạch bóng hung thần, để nền kinh tế xa gần vươn lên. Tôi mơ đầy đủ vaccine, để không còn cảnh đêm đen tối trời. Và cũng một bài thơ cũng khá là hay, cũng của tác giả David Tèo luôn, nói về cái việc mà Sài Gòn phải cố lên chống dịch. Huy cũng xin phép chia sẻ cho mọi người luôn. Sài Gòn ơi, hãy vững vàng mạnh mẽ, vì đầu tàu không thể chịu buông xuôi. Mong vaccine đầy đủ đến mọi người, sau đêm tối là bình minh tươi sáng. Chúc sức khỏe đến chiến binh áo trắng, chúc quê tôi sớm chiến thắng nỗi đau. Chúc bà con sẽ thoát cảnh nu sầu, chúc doanh nghiệp phục hồi sau đại dịch. Và Huy mong những chia sẻ nhanh của Huy và hai bài thơ mà Huy vừa đọc trên sẽ giúp mọi người có thêm động lực để có thể vượt qua được cái đại dịch Covid này. Cố lên!